Đợt tuyển quân năm nay của huyện Hòa Vang có 222 thanh niên trúng tuyển. Tất cả đang có mặt tại địa phương, chờ ngày lên đường thực hiện nghĩa vụ của người công dân đối với Tổ quốc. Trong số 222 thanh niên huyện Hòa Vang lên đường nhập ngũ đợt này, có 180 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự, 42 thanh niên nghĩa vụ công an nhân dân được biên chế về 7 đơn vị đóng quân trên địa bàn thành phố và quân khu 5. Nhìn chung, chất lượng tân binh năm nay ở Hòa Vang đạt cao với 10% thanh niên có trình độ cao đẳng đại học. Để công tác giao quân đạt chỉ tiêu, đảm bảo phòng chống dịch bệnh COVID-19, thời gian qua, ngoài việc làm tốt chính sách hậu phương quân đội, các xã còn tổ chức cho các gia đình thanh niên trúng tuyển ký cam kết quản lý con em đảm bảo an toàn giao thông, an toàn dịch bệnh. Riêng trong 2 ngày 14 và 15 tháng 2, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Hòa Vang còn tổ chức lấy mẫu xét nghiệm PCR cho toàn bộ thanh niên trúng tuyển, tổ chức quản quân tại chỗ, sau đó test nhanh lần nữa trước khi giao quân. Riêng đối với 7 thanh niên bị F0, huyện sẽ tổ chức bàn giao cho đơn vị sau khi các tân binh này hết bệnh. Là các địa phương tiến hành tổ chức xét nghiệm nhiều lần để sàng lọc những thanh niên bị nhiễm Covid. Đã 3 lần xét nghiệm đến giờ phút này thì Hòa Vang đã bị là 33 trường hợp là bị dương tính, trong đó 7 trường hợp đã khỏi. Nội dung này thì ban chỉ huy đã chủ động làm việc với các đơn vị nhận quân là tiến hành cho tổ chức tập trung điều trị đến khi nào thanh niên trở về âm tính thì sẽ tiếp tục bàn giao cho đủ quân cho các đơn vị. Hội đồng nghĩa vụ quân xã cũng đã phối hợp cùng với ban ngành, các đoàn thể của xã tổ chức gặp mặt, động viên, tặng quà cho các thanh niên và cũng trao đổi với gia đình thanh niên yên tâm cho con em lên đường, và địa phương cũng sẽ thường xuyên theo dõi, hỗ trợ có những vấn đề gì mà gia đình khó khăn thì các ban ngành đoàn thể của xã sẽ nhanh chóng phối hợp để triển khai hỗ trợ. Tuổi trẻ Hòa Vang đang háo hức chờ ngày lên đường để tiếp tục cống hiến, viết tiếp trang sử oanh liệt của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong chiến đấu cũng như trong xây dựng, mà các thế hệ cha anh đã dày công vun đắp cũng như tiếp nối truyền thống vẻ vang của quê hương Hòa Vang anh hùng.